thân tự nhiên từ bên trong. Có rất nhiều bạn đã inbox cho Anna và hỏi rằng là chị ơi chị, bây giờ em phải làm thế nào để thay đổi cái làn da toàn thân của em? Thực ra thì ở trên thị trường có rất nhiều những phương pháp làm trắng khác nhau, nhưng mà bạn cũng thấy đấy là những cái loại phương pháp làm trắng nếu như mà làm những cái phương pháp mà an toàn và làm cho da của chúng ta có thể trắng hồng lên á mà không bào mòn da của chúng ta thì nó khá là đắt tiền. Còn đa phần chúng ta mà mua những cái bột làm trắng hoặc những cái kem làm trắng về chúng ta bôi thì thứ nhất là cái sự trắng đấy nó rất là giả, mình nhìn mình cũng không thấy là cái làn da nó đẹp nữa. Thứ hai là nó sẽ làm hỏng hết cái làn da của chúng ta, và khi mà chúng ta lớn tuổi hơn một chút nữa khi cái chu trình thay mới da nó chậm hơn thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự đau khổ khi mà đã lỡ dại dùng những cái loại thực phẩm gọi là không an toàn như vậy cho làn da của chúng ta. Bạn hãy nhớ rằng là để mà làm trắng được thì mình phải nắm được những nguyên lý. Hôm nay Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà làm trắng với ba cái nguyên liệu cực kỳ đơn giản và bạn có thể tìm thấy ở bất kể đâu. Đây là những cái loại nguyên liệu rất là rẻ tiền và sẽ giúp cho bạn làm trắng từ bên trong, đó là trứng gà, đậu xanh và nghệ. Trứng gà, đậu xanh và nghệ sẽ là ba cái thứ mà giúp cho bạn làm trắng da tự nhiên toàn thân. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên là cái da toàn thân của chúng ta nó cũng có những cái khác với so với da mặt. Cái việc mà chúng ta bảo vệ nó quá kỹ càng bởi quần áo, nhất là những cái chỗ mà mình hằn lên á, thì nó cũng sẽ làm cho cái làn da của chúng ta nó bị sần và nó không được đều màu khắp toàn thân. Rồi trên da toàn thân của chúng ta thì chúng ta khó lòng mà chăm sóc được như là da của mỗi cái khuôn mặt thôi. Vậy thì chúng ta cái thuận lợi nhất là nếu chúng ta biết chăm sóc từ bên trong thì nó sẽ trắng hồng và nó trắng hồng một cách rất là tự nhiên. Đầu tiên đối với trứng gà thì bạn biết là trứng gà được gọi là một loại thực phẩm toàn năng, và trứng gà có rất là nhiều vitamin nhóm B, nhóm C. Trứng gà có đầy đủ những cái nhân tố tăng trưởng cần thiết để cho sẵn sàng cho một cái cơ thể phát triển toàn diện. Bởi vậy cho nên nếu mà bạn ăn trứng gà thường xuyên thì bạn sẽ thấy là da dẻ của chúng ta rất là hồng hào. Tuy nhiên trứng gà thì lòng đỏ của nó có rất là nhiều cholesterol, cho nên là bạn phải ăn làm sao để cho nó không làm hại đến sức khỏe mà vẫn đảm bảo được làm mình da của mình thật trắng trẻo. Thì Anna có thể tư vấn cho bạn cái cách ăn như thế này nhé. Đối với trứng gà ấy thì bạn có thể ăn một tuần khoảng từ 3 cho đến 4 quả nếu như bạn đang ở tuổi khoảng 20 cho đến 30. Nếu mà bạn tăng lên độ tuổi của bạn khoảng 40-50 thì bạn chỉ ăn một tuần khoảng 2 quả thôi là rất là nhiều rồi, và bạn hãy chia ra, đừng có ăn hết cả 2 quả đấy trong một lần vì thấy nó bé bé. Thứ hai là bạn hãy chọn cái loại trứng gà mà là trứng gà nuôi tự nhiên ấy, chứ đừng chọn cái loại trứng gà công nghiệp để ăn. Tức là ở miền Bắc thì gọi là trứng gà ta, nhưng không biết là trứng gà ta đấy có bị nuôi công nghiệp hay không thì mình cũng không biết, bởi vì những cái loại thức ăn của con gà khi mà ăn vào nó cũng làm cho cái dưỡng chất ở bên trong cái quả trứng gà đấy nó khác nhau trong từng loại trứng. Trứng gà thì ngoài cái việc là bạn chiên này, rồi bạn luộc này, hoặc là bạn có thể cho vào ăn cùng với cả bún miến phở cháo, thì người ta còn có một cách là mình đánh cái trứng gà lên để cho nó bông lên, giống như ngày xưa người ta hay có cái món gọi là soda trứng gà. Thì khi mà trứng gà mình đánh bông lên, bạn có thể cho thêm một chút sữa vào để bạn ăn cùng, cũng là một trong những cái nhóm cái món mà có thể làm cho da của chúng ta hồng hào lên. Đấy là một trong những cái cách mà bạn có thể sử dụng những cái loại thực phẩm thiên nhiên rẻ này, tìm dễ làm bất kể đâu mà làm trắng da từ bên trong toàn thân. Một cái loại thứ hai đó là nghệ. Tại sao nghệ lại được nhắc đến ở đây? Bình thường mình đã thấy rằng là nghệ á thì nó sẽ làm các bạn sẽ đắp mặt nạ bên ngoài đúng không? Đặc biệt các bạn sẽ hay đắp mặt nạ nghệ với cả trứng gà bên ngoài. Đó là một trong những cách mà bạn có thể đắp mặt nạ cho phần da mặt và phần da cổ. Hãy nhớ quan tâm cả đến phần da cổ nữa, bởi vì phần da cổ chính là cái phần da mà sẽ tố cáo độ tuổi của chúng ta chứ không phải là phần da mặt nhá. Khi mà bạn có nhiều tiền lên rồi và bạn sử dụng rất là nhiều thứ ở trên mặt và phần cổ thì mình không thể làm được gì á. Nó rất là khó để chăm sóc da phần cổ, thì nó cũng sẽ tố cáo là mình bao nhiêu tuổi và nó sẽ tố cáo là cái mức độ lão hóa của chúng ta, mình nhìn nó rất là phản cảm, đặc biệt là khi cái mặt thì căng bóng nhưng mà cái cổ của chúng ta lại bị nhăn nheo. Thì nghệ á, thay vì một phần là bạn có thể bôi bên ngoài và bạn nên sử dụng nghệ ở bên trong. Nghệ nó có một cái hợp chất gọi là glutathione, và cái glutathione này nó sẽ giúp cho gan của chúng ta hoạt động tốt. Nếu như mà bạn biết một chút kiến thức về đông y thì bạn sẽ thấy rằng là gan và cái vùng da, toàn bộ da toàn thân á, là bị ảnh hưởng rất là nhiều với nhau. Nó có một cái mối liên kết vô cùng chặt chẽ với nhau, và chỉ khi gan của bạn hoạt động tốt hiệu quả thì da mặt, da toàn thân của bạn mới mịn màng và mới trắng hồng. Cái việc mà nước da của chúng ta là đen hay trắng á, thì nó đã có gọi là theo gen rồi. Thế nhưng mà thực tế thì mình vẫn có thể trắng lên khoảng 2-3 tông.
công bình thường. Bản thân Anna thì khi mà Anna sử dụng chế độ dinh dưỡng từ thiên nhiên và sử dụng một chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn thì Anna không phải chỉ là sức khỏe tốt hơn đâu, da của Anna cũng trắng hơn, cũng mịn hơn và tóc của Anna cũng mọc tốt hơn nữa, nó cũng giảm bớt được cái độ rụng. Thế thì tất cả mọi thứ nó đều có liên quan đến nhau. Và khi mà lá gan của bạn quay trở lại, lá gan của bạn hoạt động tốt thì da của bạn sẽ được đẩy lùi tất cả những cái nhân tố mà làm da của bạn không đều màu. Có thêm một điều nữa trong cái việc bảo vệ da từ lá gan, đó là như thế này. Bên trong cơ thể của chúng ta nó sẽ có một cơ chế để tiết melanin. Melanin chính là cái chất mà làm cho da của chúng ta bị sạm màu và có màu đen. Vậy tại sao melanin lại được tiết ra? Nếu bạn để ý thì những cái quốc gia mà ở gần vùng xích đạo á, thì da của người ta sẽ đen hơn. Còn với những cái quốc gia mà ở Bắc Cực chẳng hạn thì da của người ta sẽ trắng hơn. Đấy là bởi vì là cái tương tác của làn da của mình với ánh nắng mặt trời. Melanin là một loại hắc sắc tố làm cho da của chúng ta có màu đen. Và đồng thời cái hắc sắc tố này lại giúp cho chúng ta chống lại cái nguy cơ ung thư da. Cho nên nếu trong trường hợp mà bạn biết bảo vệ làn da tốt thì cơ thể sẽ không cần phải tiết ra quá nhiều melanin để giúp cho bạn có thể phòng chống các nguy cơ ung thư đến từ bên ngoài. Và những cái nguy cơ ung thư da nó không phải chỉ đến từ ánh nắng mặt trời hay là khói bụi ô nhiễm đâu, nó còn đến cả từ những cái thực phẩm, những cái sản phẩm mà bạn sử dụng để bôi lên làn da của mình, những loại thực phẩm hàng ngày mà bạn ăn vào. Ví dụ bạn ăn vào quá nhiều những cái đồ chiên xào dầu mỡ thì đương nhiên là những cái nguy cơ nó sẽ tăng lên, và như vậy thì cơ thể nó sẽ kích thích tất cả những cái phương án để bảo vệ, và melanin là một trong những phương án bảo vệ để chống khỏi cái nguy cơ mà làn da bị ung thư đến từ những cái tác nhân ở bên ngoài. Nếu như mà bạn có một lá gan khỏe mạnh thì cái quá trình mà lọc đẩy những cái độc tố và cặn bã nó cũng sẽ tốt hơn, và từ đó cái làn da của mình nó sẽ trắng mịn hơn. Bạn hãy trải nghiệm và bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm để thấy sự khác biệt. Vậy nghệ thì mình sẽ nên ăn như thế nào? Trong phần nghệ ấy, nếu mà bạn ăn nghệ tươi thì nghệ tươi khá là nóng, còn tinh bột nghệ thì nó sẽ mát hơn bởi vì nó đã được tách cái phần mà làm nóng ra rồi, nó chỉ có mỗi cái phần tinh bột nghệ và trong đấy nó có cái curcumin á. Thì cái curcumin đấy nó sẽ giúp cho gan của chúng ta nó tăng tiết glutathione, và glutathione là một trong những cái hoạt chất rất là cần thiết để giúp cho làn da của chúng ta là mịn này, trắng này, căng này, mọng này, tất cả đều đến từ những cái hoạt chất mà từ gan của chúng ta tiết ra, nó liên quan mật thiết đến quá trình thải độc trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì bạn có thể chọn tinh bột nghệ hoặc bạn có thể chọn nghệ tươi. Nếu như Anna sử dụng một số loại nước ép thì Anna hãy thường cho thêm một chút nghệ vào. Những cái bạn mà nước ngoài mà đến mà sử dụng nước ép của Anna thì bạn rất là thích cho thêm nghệ, món nào các bạn cũng cho thêm nghệ cả. Thế còn khi mà mình muốn uống hàng ngày thì có thể mình nên chuyển thành dùng tinh bột nghệ. Và trong tinh bột nghệ đó thì bạn có thể dùng như thế nào cho nó hợp lý được? Có rất là nhiều bạn là dùng tinh bột nghệ nhưng mà mình lại dùng sai cách. Tại sao người ta lại trộn nghệ với mật ong? Cái quá trình mà trộn nghệ với mật ong thì người ta thường là không gia giảm thêm nước và mình không hòa thành một ly nước. Trước đây bản thân Anna cũng rất là hay thấy là người thân của mình hòa nghệ và mật ong vào một ly nước ấm để uống. Thì mình đầu tiên mình cũng thấy hay, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn về mặt đông y thì cái hỗn hợp mà vừa ngọt này vừa nghệ này, là mật ong là ngọt này, mật ong thì nó lại ngọt có vị chua nữa chứ không phải là nó ngọt đi, cái loại vị ngọt khác. Rồi bạn lại cho thêm cả nước ấm nữa, thì khi mà mình uống hàng ngày vào bên trong cơ thể mình, cái dạ dày của mình nó sẽ giống như là một cái nồi lên men. Trong dạ dày của mình lại có cả lượng axit nữa, thì uống liên tục như vậy nó sẽ có thể là sẽ làm ảnh hưởng đến cái lớp niêm mạc của dạ dày, tức là chúng ta có thể bị tổn thương cho dạ dày. Cho nên là thường khi mà ăn nghệ thì Anna hay hướng dẫn các bạn là trộn nghệ trực tiếp với mật ong và ăn. Khi bạn trộn nghệ trực tiếp với mật ong kết hợp thêm với cả mật ong, bạn có thể sử dụng mật ong hoặc là sữa ong chúa để mà làm tăng cái hiệu quả hoạt hóa kích hoạt cái phần chăm sóc da này từ nghệ. Bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hơi nắng một chút, cho nên là bạn sẽ cần phải ăn cân bằng với những cái loại rau củ quả. Bạn có thể nhìn thấy ở đây những loại rau củ quả thì bạn có thể ăn thêm vào cùng với chế độ, chứ mình không thể phụ thuộc và chỉ được vào một loại. Nhưng ở đây là cái nghệ và mật ong nó cũng sẽ giúp cho da của chúng ta làm trắng lên, thông qua cái việc là hỗ trợ cho lá gan tăng cường đào thải độc tố. Gan khỏe thì da sẽ khỏe, bạn sẽ khó lòng tìm thấy một làn da khỏe ở một cái người bệnh nhân mà có lá gan không khỏe. Và cuối cùng là bạn sẽ dùng đậu xanh. Đậu xanh theo đông y nó có màu xanh và nó là có thể dẫn những cái dưỡng chất vào trong gan. Và như Anna đã nói là bởi vì gan và da là có cái quan hệ cực kỳ mật thiết với nhau, cho nên là khi mà gan được thải độc thì đậu xanh nó chính là một trong những cái nhân tố mà làm mát gan,
khi mà bạn ăn nó cân bằng giữa những cái loại này thì nó sẽ tốt cho, còn mình sử dụng một loại thôi nó cũng không tốt. Khi mà bạn ăn cân bằng và bạn ăn có cả đậu xanh nữa thì nó sẽ làm mát gan để mà thải dẫn được các dưỡng chất vào gan để cho lá gan khỏe mạnh. Từ đó cái làn da của mình sẽ trắng hồng một cách rạng rỡ và đương nhiên là sẽ trắng toàn thân luôn mà không cần phải dùng đến những cái phương pháp tắm trắng từ bên ngoài. Vậy mình sẽ ăn đậu xanh như thế nào? Bạn có rất nhiều cách để ăn đậu xanh, bạn có thể nấu sữa đậu xanh này. Nhưng mà khi bạn nấu sữa đậu xanh bạn nhớ là không cần phải cho đường nhá. Hoặc là bạn có thể sử dụng cháo đậu xanh, rồi thậm chí là bạn có thể dùng đậu xanh để uống chè. Nhưng mà Anna thì Anna không có khuyến khích chúng ta dùng quá nhiều đường, bởi vì đường nó cũng sẽ không tốt cho làn da của chúng ta, đặc biệt là đường càng không tốt cho vùng ngực của chúng ta. Cho nên là bạn hãy chọn những cái phần nào, cái cách nào mà nó ít phải sử dụng đường nhất, hoặc có thì bạn hãy sử dụng đường thốt nốt này, hoặc sử dụng một chút đường phèn để cho mình có thể có cái vị ngọt cần thiết cho mình ăn. Còn khi mà bạn đã ăn được thường xuyên rồi, bạn có thể trộn đậu xanh với một số những cái loại hạt mà nó có vị bùi béo như là hạnh nhân hay là mè, thì khi bạn trộn lại như vậy thì nó sẽ dễ uống hơn rất là nhiều so với việc là mình ăn riêng. Bạn tránh cái việc mà chỉ ăn đậu xanh dùng để nấu xôi với cả nếp. Ở miền Bắc của Anna là rất là thích cái món xôi đậu xanh. Khi mà mình sử dụng quá nhiều cái đường nếp như vậy á thì nó sẽ làm nóng quá bên trong, và khi mà dư dương nóng quá thì có thể thì nó sẽ bị gây một chút mụn. Nếu như mà cơ địa của bạn dễ sinh mụn thì bạn có thể giảm những cái phần mà đồ nếp xuống. Bạn có thể tìm được rất là nhiều cái cách chế biến đậu xanh để làm sao mà mình có thể vừa đưa vào bên trong cơ thể mình giữ những dưỡng chất tốt và vừa có thể làm mát cơ thể và làm đẹp da. Như vậy là bạn thấy đấy, chỉ với ba cái nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền đấy thôi thì bạn sẽ có một làn da trắng hồng toàn thân. Một cái quá trình mà đổi mới da của chúng ta nó cần phải đến ít nhất là khoảng 28 ngày nếu bạn đang ở độ tuổi 30 tuổi, cho nên là bạn không thể sốt ruột được. Và bạn hãy nhớ rằng là cái việc mình chăm sóc mỗi ngày, mình chăm sóc mỗi ngày nó sẽ là những cái kích thích để cho làn da của chúng ta được đổi mới tốt hơn, chứ không phải là mình dồn là một tuần mình mới chăm sóc da mình được một lần. Về phía bên ngoài thì bạn cũng nên tạo điều kiện để cho da có thể thay mới và cái lớp sừng bên ngoài nó được bong ra. Tại sao người ta lại hay đi massage? Bởi vì chính những cái động tác massage này sẽ hỗ trợ làm cho bong cái lớp sừng của da toàn thân ra. Đồng thời á, cái việc mà massage như thế này á thì nó sẽ kích thích những cái tế bào máu, những cái mao mạch ở đây để tăng cường cung cấp dưỡng chất đến. Vậy bây giờ ở bên ngoài mình phải chăm sóc da như thế nào? Đầu tiên là bạn phải xem lại cái loại sữa tắm của bạn này. Nó cũng rất là thận trọng với những cái loại sữa tắm, và đặc biệt là một số những cái loại mà dưỡng da làm trắng á, thì Anna nghĩ rằng là nếu mà không cần thiết thì bạn có thể không dùng, bởi vì là da của chúng ta tự nhiên á, nó cũng đã có những cái cơ chế để mà tạo ra được những cái độ nhờn ẩm nhất định rồi. Nếu bạn thấy bạn quá khô thì bạn có thể uống thêm cái hỗn hợp mè trắng mè đen với tỷ lệ là 2 mè trắng 1 mè đen. Khi bạn uống thường xuyên như vậy thì da của bạn sẽ được tăng cường độ ẩm hơn rất là nhiều. Bạn cũng có thể ăn những cái loại như là trái bơ này, nha đam này, đấy đều là những cái loại mà giúp cho bạn có thể tăng cường độ ẩm cho da mà không cần phải sử dụng đến những cái loại mà dưỡng da. Còn từ trừ trường hợp là bạn ở những vùng khí hậu quá khô hoặc là cái thời tiết nó quá hanh khô thì lúc này bạn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm dưỡng da, dưỡng ẩm, nhưng mà nhớ là tìm cái nguồn nào mà nó có cái tính chất tự nhiên hoặc là nó có những cái không được tránh được những cái loại mà làm phương hại tổn thương trên da nhé. Và tẩy tế bào chết cho da toàn thân cũng là một phần rất là quan trọng. Có thể bạn tìm thấy được rất là nhiều những phương pháp tẩy tế bào chết khác nhau, nhưng mà thường thì bản thân Anna hay thích cái phương pháp là dùng muối hột. Bạn dùng muối biển thì cái muối biển nó sẽ là một trong những cái hỗn hợp mà Anna thấy rằng là nó tự nhiên, nó rẻ tiền, nó dễ làm và bạn có thể sử dụng mỗi tuần. Khi mà bạn sử dụng như vậy á thì bản thân những cái muối giống như bạn thấy mỗi lần mà mình đi tắm biển về mình sẽ thấy là cái làn da của mình như nó mềm hơn. Đúng, cái muối đấy nó sẽ làm mềm cái lớp da bên ngoài, đồng thời là nó cũng là một trong những cái thành phần mà có thể giúp bạn có thể làm loại bỏ những cái lớp tế bào sừng mà đã sừng hóa và đã đến ngày mà cần phải được bong ra. Thì đây cũng là một trong những cái mẹo mà để cho bạn có thể sử dụng những cái thực phẩm thật là rẻ tiền để giúp cho làn da trắng hồng một cách tự nhiên. Hãy nhớ rằng là tự mình cũng có thể massage để tăng cái tuần hoàn cho da, cho cái vùng da của mình, và hãy chọn những cái loại sữa tắm mà đơn giản và tự nhiên nhất có thể cho làn da. Với ba loại thực phẩm là trứng gà, đậu xanh và nghệ sẽ làm cho bạn có thể có một làn da trắng hồng một cách tự nhiên từ bên trong. Nếu bạn kết hợp với những cái việc mà chăm sóc da bên ngoài này, rồi kết hợp với việc ăn đủ rau củ quả và đặc biệt là uống đủ nước. Hãy nhớ rằng là da của chúng ta luôn luôn cần có nước, và hãy uống nước ấm để cho nước được kích hoạt nhất và hỗ trợ tốt nhất cho việc làm đẹp và giữ ẩm cho da.
Khi bạn làm như vậy trong vòng 28 ngày, bạn sẽ thấy rằng làn da của bạn sẽ trắng hồng lên một cách bất ngờ. Và bạn hãy nhớ rằng là mình phải cần tối thiểu là 28 ngày, vì đấy là một cái chu kỳ để mà thay mới cho da. Mình khó lòng mà có thể đẩy nhanh nó lên được. Cho nên là hãy kiên trì với tất cả những gì, những phương pháp gì làm đẹp từ thiên nhiên. Nhưng nó sẽ có một điểm cộng là bạn sẽ đẹp lâu bền, và thêm 10 năm nữa thì bạn vẫn đẹp. Cứ thi thoảng bạn lại dùng lại một đợt như vậy, cứ khoảng 3 tháng bạn dùng lại một đợt như vậy, hoặc cứ mỗi tháng bạn dùng lại một đợt như vậy, thì nó cũng sẽ có cái khả năng là hỗ trợ cho da của chúng ta được đổi mới liên tục, và hỗ trợ cho nó được làm trắng một cách tự nhiên liên tục. Nếu bạn thấy thông tin này là hữu ích, hãy like, share, Dung Dung và đăng ký kênh YouTube của Anna nhé. Đồng thời hãy comment, hãy để lại những câu hỏi để Anna và đội ngũ tư vấn của Yobo có thể hỗ trợ bạn có một làn da trắng hồng tự nhiên đến từ bên trong. Anna cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian. Xin chúc bạn sớm có một làn da như ý. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.